Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong nhé. Hôm nay nhà vườn mình tiến hành tổng kết cam V2. Năm nay Covid chán quá, Hòa Bình mình có người bị Covid rồi. Thành phố đang bị phong tỏa rồi nên là mình phải mở cửa vườn bán chạy đây mọi người. Khổ thế. Mọi người vào xem ủng hộ kênh. Kênh mình kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn cũng như là chăm sóc cây trồng. Mọi người vào xem video mình chia sẻ có ý nghĩa đối với bà con thì bà con đừng quên ấn like cũng như là chia sẻ rồi đăng ký để ủng hộ tinh thần cho mình phát triển mạnh hơn nữa nhé. Trên kia nó còn 4 cây anh nhỉ? Trên kia còn mà hôm qua cắt 35 cây. 50 cây nữa mà. Còn 50 cây nữa mà em. Chắc hôm nay nó phải được cửa tầm 2 tấn rưỡi đổ lên đấy. Càng nhiều càng tốt. À. Chiều bọn em bỏ cắt anh buổi sáng chiều em vào vườn xong kia em cắt vẫn cắt tiếp à? 2 tấn nữa. Hôm nay ngày tuần á đúng không? Ngày hôm nay thì là nó phải sản lượng nó phải gấp 2,5 mỗi hôm 2 tấn thì hôm nay. Nhưng mà anh cũng sợ Covid quá nên không giữ được, ngày nào cũng cắt thôi. Hôm nay cắt tổng kết là đẹp. Phong tỏa hết Hòa Bình. À, quả con sang năm lại sai đây, sai hơn năm nay thì phải. Như mọi năm người ta đội đi chợ ở dưới Hà Đông Hà Nội nó bảo là cái Covid này. Là đi chợ là rất là thích, bởi vì ra Hà Đông Hà Nội bán chỉ có 1 tiếng đồng hồ là về thôi. Bởi vì là người ta sợ Covid mà người ta ra mua cam của anh, người ta mua luôn 5 cân một yến. Người ta mua hết luôn, người ta ăn dần nhưng người đúng ta rồi, không mua ít. Người ta không đi chợ nhiều lần. À. Mua cái gì người ta mua nhiều luôn đúng không? Nên là hàng nhà nào mà chuẩn là người ta sẽ mua nhiều phát luôn đúng không? Đúng rồi. Thế nên như nhà em về đóng về vẫn trôi hết. Thấy hôm qua vợ bảo là trở về đầy thằng ế mà. Bây giờ nó chỉ sợ cái như này. Ở khu chợ Hà Nội, 3 cái chợ dưới Hà Nội mà nó bị thì nó sẽ phong tỏa hết. À. Thấy vợ em hôm qua bảo thì bảo về bọn kia ế nhưng mà nhà mình vẫn trôi. Nhà bà anh quả cam mình vẫn rất là cứng luôn mọi người nhá. Đấy, đến tháng 6 rồi nhưng mà quả cam vẫn cứng, đẹp. Tỷ lệ sale thì nói chung là khó tránh được, giữ đến thời điểm này thì khó tránh được là sale mọi người nhá. Nhưng mà tỷ lệ nó thế nào thôi. Đây là vườn cam mình 11 năm tuổi mà mình vẫn làm video mình chia sẻ với mọi người đấy. Cẩn thận ngã cô. Cũng dẻo phết đấy chứ nhỉ. Dẻo tay phết đấy chứ. Hôm nay người nó mới được khỏe, hôm qua ốm quá, hôm nay khỏe nói to được rồi. Cũng đúng hôm qua bị mất nước thật. Đúng hôm qua bị mất nước. Đúng thật, hôm qua anh nói còn thều thào ấy nhá, sợ thật. Thế mới hiểu được, chưa giờ mình ốm kiểu như hôm qua đâu nhá. Người nó mệt mà nó cứ thều thào giọng đi. Thể nào những người mà ốm cứ thấy người ta nói nó chậm mà nó cứ thều thào, sợ thật. Hôm qua mình bị ốm mọi người. Mình bị mất nước thế là bị ốm. Thế là người không nói được luôn. Nên là hôm qua mình làm video mình thấy mình nói không rõ được nên là mình không chia sẻ với bà con. Hôm nay mình mới lại quay mình chia sẻ với bà con. Nào đâu cho em xuống. Em trèo lên. Thế mà em vẫn đòi xuống à? Vâng. Trèo lên không xuống được thì gọi. Đấy. Lên là lên luôn nha. Đấy. Lên là phải lên luôn nó mới thích. Xô đây. Xô à? Vâng. Cho em nó cái xô nào. Cái này nhiều phết chứ nhỉ. Này em xong em cắt một cái cành em nhét vào đây thôi. Vâng. Cho em toàn là cứ đưa xô móc, em toàn bị xô móc. Ờ. Tuy là bị Covid vậy nhưng mà cây cam của mình vẫn còn đẹp 11 năm nhưng mà sản lượng của nhà mình vẫn còn nên là mình vẫn cứ có cái thu hoạch được. Nó không phát được thôi mọi người. Nhưng mà cũng đủ ăn. Này Covid cô veo giá rổ bán chán quá. Đấy. Đốp nhà em vừa bảo đấy các bạn. Đủ cho con vợ em nó tiêu. Đấy đốp nhà em đấy bạn mọi người. Em toàn gọi vợ em bằng đốp thôi.
Mọi người nhìn xem, cắt xong phát nó cây nó sơ xác luôn mọi người. Nó đang víu lên, nó bỏng lên, nhìn trông sơ xác cây luôn. Xong như này thì cắt xong khi nào là mình 1-2 ngày nữa là mình sẽ vãi lân với cả phân lở mọi người nhé, để phục hồi cây sau thu hoạch. Mình sẽ không vãi đạm, ví dụ như cây mà như lòng vàng rồi là cam canh mà mình cắt thu quả xong ấy, thì mọi người lên vãi nguyên đạm không, vãi ít thôi để tưới cho phục hồi. Nhưng mà như cam này bây giờ nó đang nuôi quả này mọi người, nuôi quả con rồi đó, mà cắt xong này cây bao giờ nó cũng phải yếu đi, tại vì nguyên lý của cây khi nó đang cố gắng nó sống và lá nó cố gắng để nó giữ, để nó nuôi những quả già, quả con. Nên là khi cắt quả già đi thì tự nhiên cái sinh lý của nó sẽ tập trung để nó hình thành một cái quá trình mới, có nghĩa là nó chuyển đổi. Nên là rất là sợ hay bị sốc, nên là nhiều nhà vườn mà không biết cách cho ăn cũng như là cho ăn quá mức thì nó lại xảy ra cái tình trạng là bị sốc cây. Nó vừa bị sốc do đang chuyển đổi mà lại sốc cộng thêm các bạn cho ăn phân không hợp lý nữa thì nó sẽ rẩy rụng, mà không cho ăn thì nó cũng sẽ đẩy nó rụng mọi người nhé. Tại vì là cây nó sẽ bị rũ đi, một thời gian rồi sau nó sẽ phục hồi lại. Nên là mình chia sẻ với bà con để bà con biết cách bà con cho ăn cây lại hồi từ từ. Thì bà con nên cho những dòng lân hoặc phân lở, nói chung là phân hữu cơ cộng với lân, để bà con bón lên, bà con tưới, thúc cho nó cái quá trình nó hồi sinh lại, cái quá trình để nó đang tập trung chất hình thành để nó nuôi quả và nuôi lá bà con nhé. Sau đó tầm khoảng nửa tháng thì bà con với chúng ta mới tiến hành để bón nguyên đạm không cũng được. Thậm chí bà con bón lúc giai đoạn đó bà con bán nguyên đạm không thì nó còn làm cho quả lớn, cũng như là vỏ nó dày ra, nó đỡ lứt, một phần nó đỡ lứt bà con nhé. Nhiều người cứ bảo bón đạm mới lứt nhưng không phải. Nguyên lý của đạm là thừa đạm thì vỏ nó dày và khô đầu. Nhưng mà mọi người bón nó hợp lý, một cách hợp lý thì vỏ nó sẽ dày ra. Nên là mọi người không sợ, mọi người vãi vừa phải thôi chứ đừng vãi thừa, mà nó sẽ tiến ra sốt quả. Thì mọi người chỉ vãi lên, khi vãi đạm không thì mọi người lên vãi 2 lạng cho một cây thôi, và vãi xa tán vào mọi người tưới. Khi mình làm mấy nữa mình cắt quả xong thì mình sẽ cho phân lở, phân lân, thì mình sẽ chia sẻ với bà con những video để mình bà con cùng tham khảo. Đấy, bây giờ thì bà con nhìn xem nó sơ xác. Nó sơ xác vậy thôi nhưng mà nó chỉ cần một tháng thôi, và trời mưa nữa là nó sẽ lại ổn định lại cây bà con nhé. Và khi quả con nó to ra nữa thì là nó sẽ ổn định lại cây. Đến đây là mình xin dừng. Và trên đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bà con và các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại bà con trong những video sau. Và bà con thấy video mình chia sẻ đối với bà con có ý nghĩa thì bà con đừng quên ấn like cũng như là nút đỏ đăng ký ở phía dưới để ủng hộ tinh thần cho kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong phát triển mạnh hơn nữa. Đến đây mình xin thân ái chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau bà con nhé.